Trẻ đi ngoài da máu do táo bón kéo dài có thể gây ra bệnh trĩ, nứt hậu môn, lồng ruột hoặc tắc ruột vân vân. Vậy thế nào để chữa đi ngoài da máu cho bé yêu nhanh chóng an toàn tại nhà? Bật mí 5 cách chữa tình trạng đi ngoài da máu do táo bón cho trẻ. Trẻ đi ngoài da máu tươi do táo bón có nguy hiểm hay không? Trẻ bị táo bón gây ra tình trạng đi ngoài da máu thường xảy ra chủ yếu ở trẻ từ 2 đến 6 tuổi, có chế độ ăn uống ít chất xơ, uống ít nước hoặc thói quen thường xuyên nhịn đi đại tiện. Trong nhiều trường hợp, táo bón gây đi ngoài da máu ở trẻ có thể xuất phát từ các nguyên nhân bệnh lý như phình đại tràng, suy giáp, vân vân. Vậy trẻ đi ngoài da máu tươi do táo bón có nguy hiểm hay không? Theo các chuyên gia tiêu hóa, khi bị táo bón kéo dài, phân của trẻ thường khô cứng kết hợp với việc dặn khi đi vệ sinh khiến phân cọ sát trực tiếp lên niêm mạc hậu môn, gây rách hậu môn và chảy máu. Nếu táo bón không được xử lý triệt để, trẻ sẽ rơi vào vòng tròn luẩn quẩn. Táo bón đi ngoài da máu, táo bón lâu ngày sẽ khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm lớn, thiếu máu, mệt mỏi, vân vân. Thậm chí đi ngoài da máu do táo bón kéo dài có thể gây nên một số bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm như nhiễm khuẩn, trĩ, viêm hậu môn, thậm chí là ung thư đại trực tràng. Cách chữa bệnh đi ngoài da máu cho bé không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, đi ngoài da máu do táo bón còn gây ra tâm lý sợ hãi mỗi khi đi đại tiện cho trẻ nhỏ. Bởi vậy, khi thấy trẻ xuất hiện triệu chứng này, mẹ cần biết cách chữa bệnh đi ngoài da máu, dùng đúng, giúp trẻ cải thiện nhanh tình trạng này. Mẹ giúp trẻ cải thiện đi ngoài da máu bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một chế độ ăn uống khoa học, đủ chất sẽ giúp hệ tiêu hóa của trẻ luôn luôn khỏe mạnh, phòng ngừa và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, trong đó có đi ngoài da máu do táo bón. Dưới đây là lời khuyên khi xây dựng chế độ ăn uống cho bé mà mẹ cần tham khảo. Cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày, 2 lít nước trên một ngày. Ngoài ra, mẹ có thể bổ sung thêm nước cơm, nước hoa quả từ sữa cho bé. Bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin K như súp lơ, rau bina, cần tây, củ cải để thúc đẩy quá trình đông máu, bù lại lượng máu đã mất đi. Tăng cường bổ sung chất xơ trong bữa ăn hàng ngày. Hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn cay nóng nhiều dầu mỡ. Cần chế biến thực phẩm ở dạng mềm lỏng để dễ tiêu hóa. Bổ sung các thực phẩm chứa nhiều sắt như thịt đỏ, trứng, củ dền để thúc đẩy sản xuất hồng cầu, hạn chế tình trạng thiếu máu và suy dinh dưỡng ở trẻ. Xây dựng thói quen tốt cho trẻ. Cha mẹ hãy rèn luyện cho trẻ thói quen đi cầu đúng giờ, thường xuyên để giúp hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn. Trong khi đi đại tiện, mẹ hãy hướng dẫn trẻ cách đi vệ sinh đúng như cần ngồi xổm, đầu gối phải cao hơn mông để việc đi ngoài dễ dàng hơn, tránh việc dặn gây rách hậu môn, chảy máu. Ngoài ra, việc vận động thể dục thể thao thường xuyên cũng giúp trẻ cải thiện nhu động ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn. Một số hoạt động tốt dành cho trẻ như đạp xe, chạy bộ, đánh cầu lông, vân vân. Massage bụng cho bé giảm táo bón, ngừa đi ngoài da máu. Khi trẻ bị táo bón, mẹ có thể thực hiện các động tác massage giúp trẻ tăng cường nhu động ruột, từ đó giảm táo bón, ngừa đi ngoài da máu. Mẹ thực hiện như sau: xoa bụng bé dọc theo khung đại tràng từ trái sang phải, mỗi ngày massage từ 3 đến 4 lần, sau bữa ăn khoảng 1 đến 2 tiếng. Các mẹo dân gian chữa bệnh đi ngoài da máu do táo bón ở trẻ. Theo dân gian, một số loại rau củ được xem như thảo dược có tác dụng cải thiện tình trạng táo bón, giảm tình trạng đi ngoài da máu rất hiệu quả. Mẹ có thể tận dụng các loại thực phẩm này để chế biến thành các món ăn hàng ngày cho bé. Rau mùng tơi cải thiện táo bón, ngừa đi ngoài da máu. Theo dân gian, rau mùng tơi có tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt rất tốt. Mẹ có thể nấu canh rau mùng tơi cho bé ăn. Món ăn giúp cải thiện tình trạng táo bón và phòng ngừa tình trạng đi ngoài da máu rất hiệu quả. Rau dền đỏ. Rau dền đỏ không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng mà còn giúp tái tạo hồng cầu, bù đắp được lượng máu đã mất đi do chảy máu hoặc rách hậu môn. Bên cạnh đó, nước rau dền có màu sắc vô cùng bắt mắt, khiến trẻ thích thú. Bởi vậy, mẹ có thể sử dụng loại rau này để nấu canh, nấu cháo hoặc luộc cho bé ăn. Mật ong giúp nhuận tràng, giảm đi cầu da máu. Mật ong có khả năng bôi trơn, kích thích nhu động ruột hoạt động, đẩy phân ra ngoài dễ dàng hơn. Từ đó, trẻ hạn chế được tình trạng táo bón, giảm đi ngoài da máu. Mẹ có thể pha mật ong cùng với nước ấm hoặc nước cốt chanh, cà chua để trẻ uống vào buổi sáng, giúp cải thiện tình trạng táo bón. Cho trẻ uống vào mỗi buổi sáng giúp cải thiện tình trạng táo bón đi ngoài da máu một cách rõ rệt. Hỗ trợ cải thiện tình trạng đi ngoài da máu bằng probiotic. Bổ sung probiotic, đặc biệt là bào tử lợi khuẩn Bacillus, có tác dụng rất tốt trong hỗ trợ cải thiện triệu chứng táo bón ở trẻ. Bào tử lợi khuẩn Bacillus sau khi đi vào cơ thể sẽ giúp đào thải các hại khuẩn, giúp bảo vệ cơ thể và giúp hệ vi sinh cơ thể được cân bằng. Đặc biệt,
còn giúp tăng nồng độ enzyme khiến thức ăn được tiêu hóa triệt để hơn, phân xốp mềm mịn hơn, lợi khuẩn bám vào khuôn phân trong quá trình nỗ lực tiêu hóa chất dinh dưỡng còn sót lại, làm tăng độ nhốt cho khuôn phân, giúp phân xốp mềm mịn dễ dàng được đẩy ra ngoài, giúp trẻ giảm táo bón, giảm đi ngoài da máu. Chữa bệnh đi ngoài da máu do táo bón ở bé cần đặc biệt cẩn trọng, nếu cách điều trị không đúng có thể làm tình trạng nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến một số biến chứng khác nhau nguy hiểm. Mẹ cần chú ý theo dõi các triệu chứng của bé, nếu táo bón đi ngoài da máu kéo dài, mẹ cần đưa bé đến gặp bác sĩ kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định. Mọi thắc mắc mẹ liên hệ với hotline để nhận được tư vấn từ chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.